Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể xã hội phường. Kính thưa các vị đại biểu, các bác, các đồng chí, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường An Biên về tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tổng kết các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2019, chi bộ tổ dân phố số 3 tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 nhằm đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức đoàn thể, mọi người cùng các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tổ chức tuyên dương khuyến học, khuyến tài các em đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2018-2019. Về dự lễ kỷ niệm hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng giới thiệu đại biểu phường có bà Nguyễn Thị Hải Phương, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân. Ông Lê Việt Hải, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân. Ông Trần Anh Quân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Bà Nguyễn Thị Ngân, đảng ủy viên, chủ tịch mặt trận Tổ quốc phường. Bà Hoàng Thị Kim An, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Ông Bùi Đức Đại, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và các đồng chí cán bộ chuyên trách của Ủy ban nhân dân phường. Về đại biểu mời, đồng chí Hoàng Thanh Hải, trưởng nhóm đảng viên 76. Về phía tổ dân phố, ông Vũ Thăng Long, bí thư chi bộ. Ông Phạm Văn Dũng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban khuyến học. Ông Lê Văn Trường, trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc. Bà Đinh Thị Thanh Hà, chi hội trưởng phụ nữ. Ông Lê Thế Ngọc, chi hội người cao tuổi. Về dự lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam hôm nay còn có các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 và toàn thể các em học sinh giỏi năm học 2018-2019 của tổ dân phố. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã về dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Nhóm đảng viên 76 có lễ hoa tươi đẹp tặng hội nghị. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thăng Long, bí thư chi bộ tổ dân phố số 3, lên trình bày diễn văn kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội của phường, kính thưa các bác đồng chí, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, thay mặt ban điều hành tổ dân phố số 3, xin gửi tới các đồng chí, các bác và các cháu lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc gia đình chúng ta hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các bác, các đồng chí, như thông lệ 8 năm liên tục, tổ dân phố số 3 vẫn duy trì nề nếp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tuyên dương các cháu có thành tích học tập đạt danh hiệu học sinh giỏi các năm học. Đây là năm thứ 8 mà tổ dân phố đã duy trì. Sau đây, trong phần buổi lễ, chúng tôi thay mặt ban điều hành tổ dân phố xin lược lại kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Kính thưa các bác, các đồng chí, thưa các cháu thân mến. Hôm nay 28 tháng 6 năm 2019, chúng ta lại gặp mặt tại đây tưng bừng kỷ niệm lần thứ 18 Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2019. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt chi bộ tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội chân thành gửi tới các quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí và toàn thể các cháu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đã 8 năm liên tục từ năm 2011, cứ vào dịp 28 tháng 6 hàng năm, chi bộ tổ dân phố số 3 lại tổ chức
tưng bừng ngày kỷ niệm gia đình Việt Nam 28 tháng 6 gắn với tổng kết tháng hành động vì trẻ em, tuyên dương thành tích của các cháu đạt học sinh giỏi của năm học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, nhiều gia đình cộng lại thành một xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội có tốt thì gia đình càng tốt, và hạt nhân của xã hội là gia đình. Gia đình Việt Nam xuất phát từ mấy ngàn năm văn hiến cho đến nay, tên tuổi của các vị anh hùng, các danh nhân, các bậc kỳ tài, các nhà cách mạng lỗi lạc đều xuất phát từ những gia đình có tính chất đặc biệt. Tiềm ẩn trong những gia đình đó là sự chăm sóc của người cha, người mẹ đã tần tảo nuôi con ăn học, thành tài để ra giúp nước, giúp dân. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc, là nơi giữ gìn, vun đắp, phát triển những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam được hình thành trong quá trình lịch sử có lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ngày Gia đình Việt Nam là một ngày lễ lớn tôn vinh mái ấm gia đình, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng được hiểu giá trị mái ấm của gia đình, cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, gia đình Việt Nam được hình thành phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp để góp phần xây dựng một xã hội văn minh. Những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Vì thế, gia đình Việt Nam là dịp để mỗi người con người về hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng những tình cảm giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Dù đi đâu, làm gì chăng nữa, bạn hãy luôn hướng về gia đình, nhớ đến gia đình với những gì tốt đẹp nhất. Đường về nhà bao giờ cũng là con đường gần nhất. Với ý nghĩa đó, cách đây 18 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72 ngày 4 tháng 5 năm 2001 chọn ngày 28 tháng 6 là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các gia đình từng bước ổn định, củng cố, xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Chúng ta đều biết gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, là tổ ấm của mỗi con người. Gia đình là một pháo đài vững chắc, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Gia đình là đơn vị phòng chống bạo lực, và gia đình cũng là phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Xuất phát từ cơ sở lý luận trên và thực tiễn cuộc sống, vấn đề đặt ra hiện nay quan tâm thực hiện đồng bộ 4 chức năng gia đình sau đây. 1. Trước hết, chức năng thực hiện nhu cầu tình cảm, phải làm sao cho gia đình thực sự là môi trường tốt đẹp để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức và tinh thần. 2. Người già không cô đơn và hiu quạnh. 3. Quan hệ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, sống có trách nhiệm, thủy chung, quan tâm, chăm sóc, cùng tiến bộ. 4. Con cháu lễ độ, hiếu thảo, chăm ngoan, siêng năng, lao động, học tập thật tốt, biết kính trên nhường dưới, tất cả các thành viên cùng nhau quây quần trong một gia đình hạnh phúc với bầu không khí thoải mái, ấm cúng. Năm nay 2019, Chính phủ lấy chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam là giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Kính thưa các bác, các đồng chí, kính thưa các đồng chí đại biểu, tổ dân phố số 3 hiện nay có 145 hộ với trên 1650 khẩu. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân đã thực sự đồng thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phong trào của địa phương. Chi bộ đã 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tổ dân phố cũng đã hơn chục năm giữ vững tổ dân phố văn hóa. Các chi hội đều hoạt động khá. Năm 2018, tổ dân phố duy trì vẫn đạt được các danh hiệu, giữ vững được các phong trào của
của phường có được những kết quả trên, trước hết là có sự nhiệt tình của nhân dân trong tổ dân phố đã thực sự đoàn kết ủng hộ phong trào xây dựng ngõ phố văn minh, gia đình hạnh phúc, là sự chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường, là sự năng nổ nhiệt tình bám dân, lắng nghe dân của đội ngũ cán bộ cơ sở dân phố, và không thể không nói tới sự hăng say học tập của các cháu trong tổ dân phố. Mỗi năm tổ dân phố đều có số học sinh giỏi tăng hơn năm trước. Năm nay chúng ta đã có 68 cháu học đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có một cháu đạt huy chương đồng giải khu vực miền Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài sự phấn đấu nội lực của cán bộ nhân dân trong tổ dân phố, chúng ta còn thực sự chung tay ủng hộ các phong trào, các doanh nghiệp, các cửa hàng như là công ty điện cơ Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phát, công ty Yên Vũ Thiên Quang, công ty các nhà hảo tâm như bà Trần Thị Bích Liệu, bà Hoàng Thị Hùng Nhã, ông Trương Hữu Hào và nhiều gia đình và các tấm lòng hảo tâm khác. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt ban điều hành tổ dân phố chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường An Biên đã lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc, quan tâm đến thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của tổ dân phố. Cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng, các gia đình, các nhà hảo tâm đã chung tay góp phần xây dựng phong trào của tổ dân phố. Với thành tích và truyền thống của tổ dân phố đã đạt được trong năm qua, tôi tin tưởng rằng tổ dân phố số 3 sẽ tiếp tục giữ vững các danh hiệu đã đạt được trong những năm tới. Kính chúc các đồng chí đại biểu, các bác, các đồng chí và toàn thể các cháu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Dũng lên trình bày báo cáo tổng kết thành tích học tập của các cháu trong tổ dân phố năm học 2018-2019. Kính thưa các đồng chí đại biểu, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường An Biên. Kính thưa các bác, các đồng chí, thưa toàn thể các cháu học sinh thân mến. Hôm nay, trong không khí kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2011, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường, tổ dân phố số 3 tổ chức lễ khuyến học và trao phần thưởng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2018-2019. Như chúng ta đã biết, khuyến học là khuyến khích việc học tập. Nói cụ thể là khuyến học là sự khuyên bảo, hướng dẫn, khích lệ, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân để người ta hứng khởi nghe theo, làm theo, cùng nhau thúc đẩy học tập và vận động các nguồn lực vào học và tự học, học thường xuyên, học suốt đời, học chữ, học nghề, học làm người, học để biết, để làm việc, để làm người có ích, cùng chung sống và phát triển ở cộng đồng, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Từ xưa ông cha ta đã dạy, nhân bất học bất tri lý, nghĩa là người không có học, không hiểu biết và muốn học phải có thầy, không thầy đúng là làm nên. Như chỉ thị 11 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội, học tập là nhiệm vụ của toàn đảng và toàn dân chúng ta. Tổ dân phố số 3 đã thường xuyên tổ chức từ năm 2011 đến nay, thì hôm nay chúng ta tổ chức ngày năm học 2018-2019. Hàng năm chúng ta có rất nhiều các cháu học sinh học tốt nghiệp trường phổ thông trung học đã như vậy mang được nhiều kết quả thành tích và khích lệ. Năm nay chúng ta có 79 cháu đang theo học ở các trường trung học, trong đó bậc tiểu học cơ sở là 38 cháu, bậc trung học cơ sở là 24 cháu và 6 cháu là trung học phổ thông. Trong tổng số các cháu đang theo học trên, đã có 68 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi bằng 86%. Ở đây chúng ta nói rằng là hàng năm chúng ta, học sinh chúng ta, các cháu không những như vậy là tăng về số lượng mà còn tăng vào các tỷ lệ học sinh giỏi. Đây là cái điều rất đáng khích lệ, mà các cháu là cái mầm mống mà tương lai cho đất nước chúng ta. Hy vọng rằng, tổ dân phố số 3 hy vọng rằng là các cháu cũng sẽ đạt được thành tích và thành tích cao hơn nữa trong học tập. Đây là một kết quả rất đáng mừng, khích lệ, có được thành tích và kết quả
trên, trong đó có một cháu đạt huy chương đồng tin học về khoa học miền Duyên Hải. Trước hết là nhờ sự cần cù, thông minh, tích cực học tập của các cháu, là sự chăm lo nuôi dưỡng của các bậc phụ huynh và gia đình, là sự ân cần dạy dỗ của các nhà trường, thầy cô, là sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội, địa phương đã vận động các nguồn lực tạo điều kiện, cơ hội cho công tác khuyến học, khuyến tài của Tổ dân phố số 3 luôn luôn được phát triển. Nhân đây, thay mặt Tổ dân phố số 3, tôi chân thành cảm ơn các cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm, nhất là các gia đình đã chung tay. Nhóm đảng viên 76 đã chung tay xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài của Tổ dân phố thành công trong những năm qua. Chân thành cảm ơn các nhà trường và gia đình đã kết hợp thường xuyên chăm lo giáo dục, dạy dỗ, rèn luyện, định hướng, tạo điều kiện các cháu phát huy khả năng trí tuệ cho học tập. Trước khi chuyển sang phần công bố danh sách học sinh giỏi và trao phần thưởng cho các cháu, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đã về dự lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và lễ trao giải thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019. Kính chúc các vị đại biểu, các bác, các đồng chí và toàn thể các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây, xin kính mời các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 lên nhận quà tặng của Tổ dân phố Ngày Gia đình Việt Nam. Ngọc ơi, Ngọc ơi! Ngọc! Xin hứa sẽ
năm sau sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được những kết quả cao hơn trong học tập. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin kính mời đồng chí Trần Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các đồng chí, các cháu thân mến. Hôm nay, tổ dân phố số 3 phường Hàm Biên tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam, kết hợp với việc biểu dương tặng thưởng học sinh có thành tích học trong học tập và rèn luyện năm học 2018-2019. Dự hội nghị ngày hôm nay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, tôi xin gửi tới các bác, các đồng chí, các cháu lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe. Kính thưa các bác, các đồng chí, cách đây 18 năm, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72, theo đó lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng đoàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với phường An Biên chúng ta, nhiều năm qua cứ vào dịp tháng 6 hàng năm đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam kết hợp với việc triển khai tháng hành động vì trẻ em. Trong đó có việc thông tin tuyên truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, biểu dương và tặng thưởng các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. Đối với tổ dân phố số 3 chúng ta là tổ dân phố tiêu biểu, 8 năm qua duy trì tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam kết hợp với phong trào khuyến học của tổ dân phố. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và nhân văn. Trên cơ sở cách làm được triển khai bài bản, duy trì và tập hợp đông đảo các hộ gia đình, nhân dân tham gia hưởng ứng, kêu gọi được sự quan tâm xã hội hóa ủng hộ đối với phong trào khuyến học của tổ dân phố. Từ phong trào này đã góp phần động viên, thúc đẩy các gia đình, các cháu học sinh tích cực hơn nữa trong học tập, duy trì và phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài của tổ dân phố ngày càng sôi nổi, rộng khắp và hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin hoan nghênh đông đảo nhân dân tổ dân phố số 3 đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào. Xin ghi nhận đánh giá sự nhiệt tình, trách nhiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy chi bộ, các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố số 3 khi đã phát động, duy trì, quy tụ, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình nhiệt tình hưởng ứng. Kính thưa các bác, các đồng chí, gia đình là tế bào, là hạt nhân của xã hội. Trẻ em là tương lai của đất nước, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, xây dựng, phát huy truyền thống, giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam cũng chính là góp phần cho công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước, xây dựng phường An Biên ngày càng phát triển. Với vai trò và ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 3 tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa kết quả đạt được, thực hiện tốt khẩu hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh. Các gia đình cần phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Các cháu học sinh chăm chỉ rèn luyện đạo đức, học tập, nâng cao thành tích học tập, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Nhân đây, cũng đề nghị các tổ dân phố trên địa bàn phường quan tâm hơn nữa trong việc tập hợp, quy tụ, triển khai mạnh mẽ phong trào khuyến tài, khuyến học của tổ dân phố một cách hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa cao. Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân phường, xin trân trọng cảm ơn và biểu dương những thành tích của tổ dân phố số 3. Xin chúc mừng các cháu học sinh được biểu dương, tặng quà tại hội nghị ngày hôm nay. Xin kính chúc các bác, các đồng chí, các cháu cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các bác, các đồng chí, sau 1 tiếng 30 phút làm việc, buổi lễ của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu của năm 2018 và tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2018-2019. Thay mặt Ban điều hành tổ dân phố, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí ở các đoàn thể chính trị xã hội, các bác, các đồng chí cùng toàn thể các cháu đã về dự ngày kỷ niệm Gia đình Việt Nam hôm nay. Một lần nữa, nhân ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã tài trợ
đi một lần nữa thì xin ra đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng và các thành tích của các cháu, và xin cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho buổi lễ góp phần thành công tốt đẹp ngày hôm nay, và xin thay mặt cho ban điều hành tổ dân phố tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ ngày hôm nay ở đây.